Theo người dân sống xung quanh, trước khi đám cháy xảy ra, họ nghe thấy một tiếng nổ lớn phía tầng trên quán. Khoảng 15 phút sau, lửa bùng lên. Sau đó, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã huy động 18 xe chữa cháy các loại đến hiện trường. Vào khoảng hơn 2 giờ sáng thì đám cháy đã được kiểm soát. Hiện nay tại hiện trường thì công tác cứu hỏa đã hoàn tất. Hiện trường đang được phong tỏa và các cơ quan chức năng đang điều tra để tìm rõ nguyên nhân. Balasari được thiết kế 2 tầng, mỗi tầng rộng khoảng 400m², có cửa chính nằm trên mặt phố Yên Phụ. Được biết khi xảy ra cháy, có khoảng 300 người bao gồm cả khách và nhân viên ở bên trong. Toàn bộ số người này đã kịp thoát ra ngoài an toàn, chỉ có 2 nhân viên bị kẹt lại cũng đã được cứu ra kịp thời. Đám cháy không có thương vong về người. Tuy nhiên, việc xảy ra cháy nhiều quán bar gần đây đã khiến không ít người cảm thấy hoang mang, lo lắng. Hầu như những cái yêu cầu đặt ra của ban phòng cháy chữa cháy ở thành phố hầu như người ta không đáp ứng đủ, không kiểm tra kỹ càng. Sinh ra trường hợp người quản lý cũng thiếu kỹ càng hơn, nên sinh ra hiện tượng là chủ quan, không đầy đủ dụng cụ chữa cháy kịp thời ngay, hay phải xảy ra trường hợp cháy. Chúng là như cái tình hình như này rất là lo, bởi vì là bây giờ nó cháy nhiều quá, mà toàn những cái nhà như này thì không hiểu lý do như nào. Cơ quan phòng cháy chữa cháy cho biết công tác chữa cháy gặp không ít khó khăn do khi tiếp cận hiện trường thì đám cháy đã lan rộng và bùng phát lớn. Khu vực đường Yên Phụ lại không có trụ nước cứu hỏa, phải kéo nước từ xa đến. Quán bar lại được xây dựng bằng vật liệu cách âm, dễ bắt lửa, dễ cháy nên sập xuống rất nhanh.